Thưa với quý vị và các bạn, và lúc này chúng tôi đang giao dịch với một anh khách từ trên núi xuống. Anh đến xem chiếc xe Mitsubishi Atra. Đấy, anh rất là thích xe rồi, nhưng mà anh bỏ ra là còn ít, rất là ít tiền. Anh đã đề nghị cho anh đặt cọc và niêm phong chiếc xe này lại. Đấy, đặt cọc và niêm phong lại, và hẹn một tháng sau anh mới xuống, anh lấy chiếc xe này các bạn nhé. Thì chúng tôi cũng đã đồng ý bán cho anh và cho anh niêm phong chiếc xe này lại để lại cửa hàng. Đấy, và hẹn một tháng sau thì anh sẽ xuống thanh toán và lấy xe. Và ngày hôm nay thì cũng đã được một tháng rồi, thì hôm nay là anh đã xuống lấy xe, chúng tôi đã gỡ niêm phong, bắt đầu lôi chiếc xe ra dọn rửa lại cho anh. Đấy, để cho anh chuẩn bị lấy chiếc xe này, đón chiếc xe này về nhà các bạn nhé. Đấy, anh em đang tập trung rất là gấp rút để vệ sinh dọn dẹp lại chiếc xe, vì là chiếc xe này để sau một tháng niêm phong nó cũng đã bụi bẩn, chúng tôi cũng đã che phủ bạt nhưng nó vẫn có bụi bẩn. Đấy, bây giờ thì anh em đang bắt đầu lau dọn lại này. Đấy, và bơm lại lốp này. Đấy, chuẩn bị kiểm tra chiếc xe này lại một lần nữa để giao chiếc xe này cho anh các bạn nhé. Đấy, anh lại bắt đầu đánh chiếc xe này để trở về nhà và sang tên chiếc xe này ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều, giao dịch đã thành công rồi. Chúc anh và gia đình đi chiếc xe vạn dặm bình an. Cảm ơn anh đã xuống và ủng hộ anh em chúng tôi tại 360, tại ô tô 360, số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội này ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều, chúc anh vạn dặm bình an ạ. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi video, ủng hộ chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.